chỗ này cái tối cái cho đi đi chơi được cũng đỡ. Con có lên cái tầng 80 mấy tầng này lần nào chưa? Nó cũng giống như trên máy bay đi xuống rồi phải không? Mình mất công. Phố đi bộ. Rồi cái chỗ nào mà nó bán quán nước, quán đồ tùm lum là kêu bạn gì? Chợ đêm cái gì đêm. Bữa cô ra gặp quán nước mấy đứa nó nhảy xây chảy đầm gì tùm lum. Cái đó kêu bạn gì? Nó vậy luôn hả? Nó gì nói liền dài luôn hả? Ờ, ở trước mình là nhà hát thành phố phải không? Ở ủy ban nhân dân thành phố lâu dữ rồi chứ. Ngừng lại biết đường đi không? Bấm cái map đi ạ. Ừ, cho chỉ luôn đi. Nó không có biết một cái gì hết trơn á. Bấm ừ, nằm ngầu cái giá ngầu nè, cái này ở thành phố, cái gì ủy ban thành phố rồi thành chỗ ban đêm ở Sài Gòn đẹp quá. Này phố đi bộ cũng đỡ, ra đây có bảo vệ tùm lum, không có sợ giật phone cũng đỡ. Nói không nào không biết thì nói đi, người ta chỉ cho làm mặt ngầu hoài. Bực bội. Trả lời nhanh lẹ gọn. Vui hả? Đi giờ này tới khuya về là sao? Đẹp quá, đẹp luôn ha. Cô tưởng là cô đang quay phim đó, không cho quay khúc này cô hết hồn hết vía. Nó chờ đậu xe đó. Ờ. Đậu ở đây nó chặt đường á. Đổi nè. Wow, đẹp quá nè, chỗ bến Nhà Rồng đẹp quá, đẹp luôn nè.
được có mấy tháng à. Này nhìn nha, mà sao đẹp cái xây cái này cũng lâu lắm rồi nha. Dạ đúng rồi. Con đầu tư mấy năm á. Quay thì nó ủ mà quay thì ghê quá, ở ngoài sao không có ai đâu. Đây còn cái nổi. Ồ, đẹp quá đẹp. Đi lên mắt 81 nè. Ừ. Wow, đứng chỗ này quay qua được đó, con đứng chỗ này cho Toàn chút xíu đi. Đẹp quá. Gặp rồi. Tao biết bến đất đặng cái gì người ta này. Bên này à. Ở ngoài bến Bạch Đằng nè, đẹp quá trời đẹp hơn bên đêm nè. Trời ơi, cầm phone chạy xe quay thì hơi sợ. À, đứng xe quay đẹp hơn. Đó, đẹp quá. Cái cầu này mới xây nè. Từ Sài Gòn qua Thủ Đức. Ờ, à, đẹp quá. Đây thành phố Thủ Đức ở bên kia nè. Wow, thành phố ban đêm ở Sài Gòn. Đó. Rồi. Ở đây. Ô, đẹp quá. Ở đây con. Gọi về nhà. Ở bên kia là bên đây là tòa nhà mấy chiếc con hả ba? Bên đây hả? Còn bên đó là 80 mấy tầng hả? Đó, đúng rồi, lên đó 81 á. Tầng 81. Mình đâu có lên trên đó làm chi đâu. Đi máy bay tối ngày rồi đâu có đi quanh đó đâu. Ôi da, đẹp quá, đẹp quá. Ôi giời. Ủa bên đây có trăng rồi ha. Ai chạy cũng ra đây nha. À, cái này khu đô thị quận 2 nè Quang. Ừ. Bên đó cái thấy mòn bự lắm. Nó chuyên bán đồ có hàng với Nhật. Nhật nó đầu tư vô mà. Dạ, Nhật hàng giờ đầu tư Việt Nam nhiều lắm. Chơi với Nhật đi cho chắc. Chơi với Trung Quốc chị. Vậy vậy. Nhật nó đàng hoàng hơn. Này đi qua quận 2.